Cái bẫy của chuột vàng. Ui cha, miếng phô mát mới to làm sao? Các anh kiến, ở đây có một miếng phô mát to lắm này. Mồi ư, chúng ta lại đó xem. Chà, to quá, to quá. Miếng phô mát này đủ để đàn chúng ta ăn trong 3 ngày đấy. Kiến nào khá lắm. Chúng ta cùng đưa miếng phô mát thơm ngon này về tổ nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thật, mình chậm chân mất rồi. Miếng phô mát ngon như vậy mà bị chúng chiếm mất. Hay là mình cướp của chúng nhỉ? À, đau quá, tha cho ta. Không được, đã từng có chuyện bác voi bị đàn kiến chui vào tai hại đến chết. Chúng đông như vậy, nếu mình động vào chúng thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Được, được. Cha, bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. À, chào nhóc kiến nào, đang làm gì mà vểnh đâu ở đây thế? Chào anh chuột, tôi vừa đi làm về nghỉ ngơi chút ấy mà. Nè, chú mày ăn đi cho lại sức. Tao thấy chú mày làm việc vất vả quá. Vâng, cảm ơn anh. Mà anh kiếm đâu được củ khoai to thế? Cả đời tôi chưa bao giờ được ăn một mình một miếng khoai to thế này. Chú mày thấy ta sướng không? Chú mày cũng có thể được như thế nếu muốn. Ơ, nhưng mà làm sao được? Tôi phải đi kiếm ăn cùng đàn. Làm sao có thể ăn một mình được? Có đồ ăn gì chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Chú mày đúng là trẻ người non dạ. Suy nghĩ còn non lắm. Chú mày lúc nào cũng phải lẻo đẻo theo đàn kiếm ăn. Nhưng hầu hết đồ ăn đều do chú mày kiếm được, đúng không? Đúng vậy. Đó, chú mày mất công tìm kiếm, vậy mà lại phải chia sẻ với cả đàn. Thậm chí đôi khi còn chả được ăn no. Chú mày là người có năng lực mà phải chịu thiệt thòi như thế. Thật là dại quá. Cứ như ta đây này, ung dung tự tại một mình, đồ ăn kiếm được một mình ăn, không phải chia chác với ai, không có ai tranh giành, thế có phải sướng không? Ta bảo này, chú mày phải biết sống cho riêng mình. Đồ ăn kiếm được thì giấu đi, để làm của riêng, đề phòng những lúc nguy cấp. Nếu không có chỗ thì có thể gửi đến chỗ của ta cất giữ hộ cho. Chú mày cứ suy nghĩ về điều ta nói đi nhé. Ta phải đi đây. Dự báo, sắp tới sẽ có dông bão lớn, chúng ta phải đi kiếm ăn để dự trù cho những ngày sắp tới. Tất cả đều phải chăm chỉ và cố gắng, nghe rõ chưa? Dạ rõ thưa chị Huy. Dạ, miếng mồi to quá. Mình sẽ giấu miếng mồi này đi và ăn một mình. Anh chuột nói đúng, mình có tài, mình có khả năng sống tự lập. Mình không việc gì phải chia sẻ với mọi người cả. Anh chuột ơi, anh chuột. Ờ, kiến nào. Cho tôi gửi nhờ đồ ăn với. Tôi thấy lời anh nói đúng. Từ nay tôi sẽ sống vì bản thân mình. Ha ha ha, chú mày khá đấy. Cũng biết điều gì nên làm. Được rồi, hãy cứ tin tưởng ở ta. Ta sẽ trông đồ cho chú mày cẩn thận. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Thôi giờ tôi phải về đây, không cả đàn tìm tôi. Ngon thật, khi không có người mang đồ đến tận nhà cho ăn. Anh chuột ơi, anh chuột. Ai mà mới sáng ra đã ầm ĩ vậy? Anh chuột, tôi đến để xin đồ ăn tôi gửi hôm qua. Ờ, đồ ăn nào cơ? Đồ ăn tôi mới gửi hôm qua, anh đã quên rồi sao? À, đồ ăn hôm qua hả? Nó ở trong này rồi. Gì cơ? Anh đã ăn nó. Nó là của tôi. Của tôi đã tìm được mà. Tôi đã cất công tha nó về tận đây, vậy mà anh dám? Chú mày là cái gì mà ta không dám? Trả đồ ăn cho ta, trả đây. À! Cái đồ ngốc ham ăn. Ai bảo chú mày tách đàn ra chứ? Giờ thì không có đồng đội ở bên chú mày rồi. Ta có thể hạ chú mày một cách dễ dàng. Thể
tại sao mình lại tin lời gã chuột tách đàn ra chứ? Ngoại tình. Alo, anh về đến đâu rồi? À, anh quên báo lại với em mất. Anh đang định về thì mấy ông cùng cơ quan rủ đi nhậu tí. Em cứ ăn trước đi nhé. Ủa, em về rồi à? Em sao vậy? Em mệt, em đã ăn gì chưa? Em không thấy đói. Vậy em đi nghỉ đi. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn tối nay. Anh đi một lúc rồi anh về nhé. Các ông rất đáng phê bình đấy nha. Lần nào gọi tụ tập cũng thiếu người. Chỉ có tôi là luôn đầy đủ thôi. Điểm này thì em công nhận. Anh thấy luôn thiệt tình nhất. Này, thấy mà anh ấy vẫn lãng mạn lắm nha. Cuối tuần vẫn hẹn hò với vợ như thời mới yêu ấy. Nói dốc, hẹn hò đâu chứ. Anh còn chối à, cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng như đợi ai đó ở bên bờ hồ. Chẳng đợi anh thì đợi ai? Làm gì có. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Em gặp chị nhà anh không ít lần. Chẳng lẽ em nhầm? Lại đi đâu rồi? Dạo này không biết làm gì suốt ngày về muộn. Em nhớ anh. Cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng ở bờ hồ. Chẳng đi với anh thì với ai? Anh... Sao anh biết em ở đây mà qua? Em làm gì ở đây? Em hóng gió tí thôi. Chẳng phải anh bảo hôm nay đi nhậu với bạn nên em... Cô thôi ngay đi. Định dối tôi đến bao giờ? Tôi đã biết hết rồi. Nói thật đi, cô đứng đây chờ ai? Anh nói gì vậy? Em không hề chờ ai, hẹn ai cả. Đi, cái này đã nói lên tất cả. Nó là nhật ký của em. Nhưng sao anh lại suy diễn như thế? Đừng vờ vịt nữa. Giờ thì tôi đã biết vì sao dạo này cô hay về muộn rồi. Cô đang ngoại tình đúng không? Ngoại tình á? Em chưa từng làm gì có lỗi với anh. Thế cô viết trong nhật ký bao nhiêu dòng em nhớ anh? Chẳng lẽ là nhớ tôi sao? Đúng là nhớ anh. Nhớ tôi à? Phải. Em nhớ anh. Nhớ anh của ngày xưa. Ngày xưa anh yêu thương và lo lắng cho em biết bao. Còn bây giờ anh bỏ em cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của chúng ta. Em chỉ có thể đi tìm được niềm an ủi trong quá khứ mà thôi. Em còn nhớ ngày xưa chính tại nơi này. Quả thật, em rất nhớ anh của ngày xưa. Anh nhớ hết rồi. Anh là một người chồng tồi. Anh xin lỗi em. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, phải buồn khổ thêm nữa. Tha lỗi cho anh. Ứng cử viên sáng giá. Anh Thắng, trưởng phòng xuất nhập khẩu chúng ta mới về hưu. Giám đốc sắp có quyết định cân nhắc người lên thay cái ghế ấy. Anh Hưng, chuẩn bị khao cho anh em dần dần đi là vừa.
Gớm, phòng mình bao nhiêu là nhân tài, sếp còn phải lựa chọn chán. Phòng mình đông thật, nhưng gạo cội nhất chỉ có anh với anh Huy thôi. Kiểu gì một trong hai anh chẳng được chọn. Lại nhắc tới cái lão Huy đó. Thôi, cái chuyện ấy thì chỉ có sếp mới quyết định được thôi. Tới lúc đó sẽ biết. Ăn đi anh em. Vâng, ta ăn nhanh còn vào phòng ngã lưng một lát nữa. Đủ rồi, lên đường đi anh em. Vâng, em đi đây ạ. Anh Hưng, anh lên phòng gặp giám đốc ngay đi. Giám đốc cho gọi anh đấy. Sao, giám đốc cho gọi anh à? Ờ, vâng ạ. Giám đốc vừa gọi điện xuống phòng, em chạy ra báo anh luôn. Giám đốc cho gặp riêng mình, hay là về chuyện bổ nhiệm? Hay quá. Anh cho gọi em à? Như cậu biết đấy, anh Thắng mới nghĩ. Tôi đang cân nhắc người lên thay vị trí của anh ấy. Ôi, đúng như mình dự đoán. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu là một vị trí rất quan trọng, then chốt. Vì vậy, tôi cần tìm một người thực sự tâm đầu ý hợp, lại biết việc, nhanh nhẹn và giỏi tính toán. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dạ, em hiểu. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở ta có thể tận dụng được. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Anh nói thế là em hiểu rồi. Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường, có cơ hội tội gì mà ta không nắm bắt. Anh yên tâm, nếu anh tin tưởng giao cho em một vị trí trong ekip kính ấy thì em nhất định sẽ làm thật tốt và sẽ kính như bưng ạ. Anh yên tâm, về chuyện này anh có thể tin ở em. Vậy thì tốt, tôi không băn khoăn gì nữa rồi. Vâng, em cảm ơn anh. Đại ca, hôm nay có chuyện gì mà mời bọn em đi uống bia thế này? Uống đi, chén tẹt ga luôn. Hôm nay anh Khao, tất nhiên là có tin vui rồi. Chiều nay giám đốc gọi anh lên, có phải là chọn mặt gửi vàng đặt anh vào cái ghế trưởng phòng rồi không? Ừ, hay là thế? Thật thế hả anh? Ừ, thì sếp cũng đã bật đèn xanh, chắc là sẽ có quyết định chính thức thôi. Ôi, chúc mừng anh nhé, tin vui quá. Cạn ly ăn mừng nào. Vô, 100%. Ôi, cuối cùng cũng có quyết định bổ nhiệm vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu rồi này. Hả? Sao lại thế này? Anh Huy nhận chức này là xứng đáng rồi. Phải đấy. Mời vào. Dạ thưa anh, em mới đọc được quyết định. Không biết là có nhầm lẫn gì không ạ? Vì hôm qua anh có nói với em... Tôi hiểu, cậu hẳn đang rất thắc mắc. Tôi sẽ nói để cậu hiểu. Vị trí trưởng phòng xuất nhập khẩu này, cả cậu và cậu Huy đều rất xứng đáng. Chiều hôm qua, sau khi gặp cậu, tôi cũng có gọi cậu Huy lên nói chuyện. Sao ạ? Vậy anh ta nói gì mà anh lại thay đổi quyết định nhanh như vậy ạ? Cậu ta nói những điều mà tôi thực sự cần nghe. Nhà máy ta là một trong những nhà máy có doanh thu lớn, đóng góp một phần không nhỏ cho doanh thu của toàn tổng công ty. Vì lượng hàng hóa xuất ra nhập vào rất lớn, nên cũng có rất nhiều kẽ hở để ta có thể tận dụng được. Nếu như cậu được làm trưởng phòng xuất nhập khẩu, chắc cậu cũng biết sẽ phải làm gì. Làm việc mà thật thà quá thì không biết tới đời nào mới giàu. Tôi nói thế, cậu hiểu ý tôi chứ? Giám đốc, anh nói vậy nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những người tham ô ư? Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tất nhiên, tôi đang rất nghiêm túc. Giám đốc, anh thật làm tôi thất vọng. Tôi nghĩ tôi không hợp với sự tin tưởng và vị trí mà anh định đặt tôi vào. Tôi xin phép. Khoan đã, hãy ngồi uống thêm chén nước đã. Những điều cậu Huy nói mới thực sự là những gì tôi cần. Vậy là giám đốc chỉ thử lòng mình. Giám đốc, thật sự em không phải như anh nghĩ đâu. Em
kế hoạch theo đuổi. Chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên sếp mới đi làm. Mình mà đi muộn sẽ gây ấn tượng rất xấu đây. Ôi, anh không nhìn đường à? Cô có làm sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng có lẽ cô nên chạy chậm hơn một chút thì sẽ không va vào tôi. Anh, ý anh là tại tôi chứ gì? Hình như cô đang vội đấy, còn không đi nhanh lên đi à? Là sếp mới ư? Chào mọi người, tôi là người sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc mới, mong mọi người giúp đỡ. Bây giờ mời thư ký biên tập nói qua về nội dung buổi họp của chúng ta hôm nay. Thưa tất cả mọi người, có chuyện gì mà ngây người ra thế cô nương? Chợt nhớ lại mấy chuyện thôi, tớ sẽ cho cậu biết một bí mật. Tớ quyết định sẽ cưa cẩm giám đốc mới của chúng ta. Sếp mới ư? Cậu không biết anh ấy đã có gia đình ư? Một gia đình hạnh phúc với một cô vợ và một cô công chúa nhỏ. Cậu cổ hủ quá à. Giờ thời buổi này, yêu đương có quyền tự do mà. Hơn nữa, theo như tớ điều tra, cô vợ anh ấy người nhà quê, làm sao xứng với người vừa đẹp trai, vừa cá tính tài giỏi như anh ấy. Tớ quyết sẽ giành lại anh ấy bằng mọi giá. Cậu tự tin như vậy hả? Tất nhiên rồi, thân hình quyến rũ, tài năng và gia thế giàu có, tớ xứng với anh ấy hơn ai hết. Hơn nữa, chưa có ai thoát được bàn tay của tớ cả. Anh Hoàng. Vâng ạ. Có chuyện gì vậy em? Anh Hoàng tiện đường thì cho em đi nhờ xe về nhé. Xe của em bị hỏng nên phải để ở lại hầm gửi xe rồi. Đồng ý. Em chờ anh chút. Cảm ơn anh. Anh không cần ga lăng xuống mở cửa xe cho em đâu. Em tự lên xe được mà. Nè khoan, em chờ anh chút. Thành thật xin lỗi, nhưng em có thể ngồi ở ghế sau này không? Sao lại phải thế ạ? Xin lỗi em, nhưng ghế phụ là độc quyền của vợ anh rồi. Những người phụ nữ khác ngồi gần anh quá, anh không quen. Có cần cứng nhắc thế không anh? Khó chứ em, đôi khi phải có những quy tắc riêng. Em sao thế? Vẫn giận anh à? Dạ không ạ. Chỉ là em hơi không quen bị đối xử như vậy thôi. Trước đây khi anh nghèo khó, nhà chỉ có mỗi cái xe đạp. Chiếc xe đạp chỉ có một chỗ ngồi phía sau, tất nhiên là dành cho vợ anh. Khi cô ấy ôm lấy anh, anh cảm thấy rất yên tâm. Vậy ạ? Sau này mọi thứ ổn hơn, anh mua được ô tô. Vị trí ghế phụ gần anh nhất đương nhiên vẫn là dành cho cô ấy. Chỉ cần anh quay đầu sang là nhìn thấy cô ấy rồi. Chỗ dựa lưng ghế ngồi cũng là góc độ được điều chỉnh sao cho cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Những thứ để ở phía trước đều là tư trang cá nhân của cô ấy. Món quà vặt mà cô ấy thích ăn, cuốn sách mà cô ấy thích đọc. Có vẻ như anh Hoàng rất yêu vợ mình. Đúng rồi, cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của anh. Quên, cho anh địa chỉ cụ thể nhà em đi Vân. Không anh là đi qua bây giờ. Đến ngã tư anh cho em dừng lại là được rồi. Nhà em ở gần đó. Này, nghe tin gì chưa? Tháng này tòa soạn vượt chỉ tiêu doanh số. Tối nay tổ chức tiệc ở ba đấy. Thì sao? Hay, ba không phải đất của cậu hay sao? Hãy thể hiện mình sexy quyến rũ thế nào. Chàng trai nào mà chả đổ nữa là sếp Hoàng. Mình từ bỏ anh ấy rồi. Sao? Mới có một tuần mà cậu đã định từ bỏ dễ dàng như vậy à? Nhưng mà anh Hoàng khác, trước nay mình chưa từng thấy người đàn ông nào trước mặt người đồng nghiệp nữ khác lại nói về vợ mình một cách tự nhiên như vậy. Chỉ qua một việc nhỏ mà anh Hoàng đã cho mình thấy mình không còn một cơ hội nào với anh ấy nữa đâu. Thôi, quên anh chàng đáng ghét đó đi. Cậu còn nhiều chàng trai khác vây quanh mà. Không, anh ấy không đáng ghét. Mình nể phục anh ấy, mình cũng nên tìm một người đàn ông chỉ dành ghế phụ cho riêng mình mà thôi. Những cánh thư đi lạc. Chuyện xảy ra đã nhiều năm về trước, khi mạng Internet vẫn còn là một thứ xa vời,
và thư từ là công cụ liên lạc chính của con người. Có một anh bưu tá là Jack. Công việc chính của anh là tìm địa chỉ cho những lá thư và bưu kiện đề sai hoặc thiếu sót địa chỉ. Dạ, bà làm ơn cho tôi hỏi, ở hẻm này có gia đình nào họ Smith không ạ? À? Khu này chủ yếu là mấy kho xưởng sản xuất, chỉ vài nhà là sinh viên thuê thôi, không có hộ gia đình đâu. À vâng, xin cảm ơn bà. Lúc này chắc xe không lên được rồi. Hy vọng là mình tìm được địa chỉ gửi bưu kiện này. Đây là đường vào hẻm cuối cùng của phố này rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tìm nhà tôi khó lắm đúng không? Không có gì đâu cụ. Bưu kiện này con trai tôi gửi về từ Paris. Trong này có cả bức ảnh duy nhất còn lại của ông bà nội thằng bé, chụp cùng gia đình tôi. Thằng bé nói nó để thiếu địa chỉ giao, nếu không có cậu tận tâm tìm đến tận nhà thì tôi đã mất bưu kiện vô giá này rồi. Việc của cháu ở bưu điện là chuyên giải quyết các lá thư, bưu kiện đi lạc bác ạ. Đây là trách nhiệm của cháu mà. Công việc của cậu đặc biệt thật đấy. Nhà tôi ở phố rộng, bao nhiêu ngõ ngách, em nó lại ghi thiếu địa chỉ, vậy mà cậu vẫn tìm được, cứ như thám tử ấy. Nhiều khi cũng do may mắn nữa, chứ nhiều thư từ bưu kiện vẫn còn đó trong những thùng thư không thể gửi đi. Cháu cũng chỉ biết cố gắng hết sức thôi ạ. Chúc cậu luôn may mắn nhé, chàng trai. Những bức thư còn lại này, hy vọng ngày mai sẽ may mắn hơn. Ba về rồi. Sao hôm nay ba về muộn thế ạ? Mẹ đã nấu ăn xong lâu lắm rồi á. Ừ, ba xin lỗi hai thiên thần nha. Hôm nay ba hơi nhiều việc. Lại có thêm nhiều thư không thể gửi đi hả ba? Họ lại đề sai địa chỉ nữa hả ba? Ừ, đúng rồi. Thôi, vào ăn cơm nào. Ba đói ngấu rồi. Ba, đánh giờ kể chuyện rồi. À, ba sẽ kể cho tụi con nghe. Cả chuyện hôm nay ba đã tìm ra địa chỉ giao của một bức thư, nghe hết số nhà và tên phố người nhận. Ba còn được người ta gọi là thám tử nữa đấy. Thích quá, thích quá. Mỗi buổi tối, trong gia đình nhỏ của anh bưu tá trẻ luôn tràn ngập tiếng cười. Anh có thói quen kể cho hai thiên thần nhỏ của mình nghe đủ thứ chuyện trên đời, khiến lũ trẻ rất thích thú. Những buổi tối tưởng sẽ mãi êm đềm như vậy, nhưng rồi vào một đêm, cậu con trai nhỏ bỗng đau đớn đến ngất lịm. Tôi xin chia buồn với gia đình. Cháu Ben không chỉ bị đau bụng do tiêu hóa bình thường, chúng tôi phát hiện một khối u ác tính trong dạ dày của cháu. Bác sĩ nói sao? Con của tôi bị u ác tính? Không thể nào. Trời ơi, con tôi sao có thể có khối u ác tính được chứ? Nó vẫn khỏe mạnh, hàng ngày vẫn chơi đùa bình thường mà. Các biểu hiện rất khó nhận ra. Nhiều khi cháu chỉ hơi đau bụng hay lâm râm sốt nhẹ nên rất khó phát hiện. Chúng tôi đã có phác đồ điều trị cho cháu rồi, nhưng anh chị cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi, vì khối u đã phát triển khá lớn rồi. Ben ơi. Sau vài tháng điều trị ở bệnh viện, thần chết đã cướp đi đứa con trai nhỏ của người bưu tá trẻ, cướp đi cả sự ấm áp vui vẻ trong trái tim anh. Anh ấy như vậy đã mấy tháng nay rồi, từ ngày thằng bé Ben ra đi, cũng không thiết tha gì với công việc như trước nữa. Mình sợ rằng anh ấy sẽ bị trầm cảm mất thôi. Tâm trí anh ấy giờ đúng như là những cánh thư đi lạc không định hướng, không ai có thể giúp anh ấy được ngoài chính anh ấy ra. Đã một giờ rồi, sao em vẫn còn thức? Em muốn nói chuyện với anh. Con bé Lily cả tối nay đợi anh về. Đã bao lâu rồi anh quên là mình còn có một đứa con gái chứ? Anh có thể đau, có thể buồn khổ, nhưng không được phép tuyệt vọng. Anh như vậy là bất công với cả Ben và với cả Lily nữa. Cuộc sống vẫn còn ở phía trước, và Lily
vẫn ở lứa tuổi thơ ngây, nó rất cần chúng ta. Em đưa con bé vào phòng ngủ đi, mùa đông rồi, ngoài này lạnh lắm. Anh cũng biết là mùa đông sao? Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, nhưng anh cứ như thế này thì đời đời mới khiến vết thương của anh lành lại được. Kính gửi ông già Noel bắt cực. Lá thư gửi ông già Noel mà cũng lạc được vào bưu điện thành phố hay sao? Ông già Noel thân mến, năm nay nhà cháu buồn lắm. Mùa xuân vừa rồi em cháu đi xa, mẹ cháu nói em ấy đã tới thiên đường rồi. Vậy khi ông tới nhà của cháu, ông mang giùm cháu đồ chơi về đó cho em ấy ông nha. Cháu không cần quà gì đâu ông ạ, nhưng xin ông cho ba của cháu cái gì để ba cháu vui vẻ trở lại giống như hồi trước. Xin ông hãy làm cho ba cháu lại hút xì gà và tiếp tục kể chuyện cho cháu nghe. Cháu nghe má cháu nói với bà là chỉ có đời đời mới làm cho ba cháu lành lại được. Vậy cháu xin ông gửi cho ba cháu một ít cái đời đời nha. Cháu hứa sẽ luôn ngoan. Bé Lily. Lily, Lily của ba. Chắc đã gửi đi biết bao cánh thư tới đúng địa chỉ cần thiết để chúng không trở thành thư lạc. Để rồi anh nhận về một cánh thư đi lạc thực sự, nhưng lại khiến mình trở lại đúng đường. Bức thư từ con gái nhỏ bé bỏng. Con gái, ba xin lỗi con. À, ba lại hút xì gà rồi. Ba sẽ kể chuyện cho con nghe đúng không ba? Ừ, ba kể chứ. Ba có rất nhiều chuyện muốn kể với con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!